Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh 6 của Bias VN, và chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu giữa Alison Fisher và Pan Shelting trong khuôn khổ giải vô địch 10 bi nữ của WPA. Và trận đấu này sẽ là một trận đấu Ray 9 đến những thời điểm rất hấp dẫn và quyết định của giải đấu rồi. Ngày hôm qua thì có rất nhiều anh em đã hỏi lịch thi đấu của Pan Shelting. Không những cô Pan là một cơ thủ rất xinh đẹp mà cô Pan còn rất giàu có nữa. Như năm nay thì Copan cũng đã ngoài 40 rồi và vẫn mang trên cái gương mặt của mình một cái sự trẻ trung. Nhìn như này không ai nghĩ là 40 cả vào đây rồi. Như vậy thì quyền phá bi trước ở trong trận thi đấu này sẽ thuộc về nữ cầu thủ người Trung Quốc. Một cú phá bi rất tốt của Copan. Gọi Copan thì có vẻ là hơi già quá không nhỉ? Có lẽ mình sẽ gọi là Pan Shelting thôi, để cho các bạn thấy rằng nữ cầu thủ của chúng ta vẫn đang rất trẻ. Với hai bi mục tiêu, nhưng bi số 1 sẽ là một bài toán hơi khó với Pan Shelting ở thời điểm hiện tại. Pan Shelting đã thi đấu, chính xác hơn thì là đã làm quen với bộ môn bia từ những năm 15 tuổi. Rất lâu về trước rồi. Có lúc cái lúc mà Pan Shelting làm quen với cả bộ môn bia, lúc đấy tôi vừa mới đẻ. Lúc mà cô Pan làm quen với bộ môn bia chắc lúc đấy tôi vừa mới đẻ. Một dấu bi rất tốt của Copan. Ui, một cú đánh nét căng của nữ cầu thủ người Anh. Alison Fisher và Kelly Fisher thì đều là cầu thủ người Anh và cũng đã có rất nhiều những sự nhầm lẫn, và kể cả bản thân tôi cũng đã có những sự nhầm lẫn rằng hai cầu thủ này là chị em, nhưng thực ra là không phải. Alison Fisher tiếp tục là một tình huống đánh hai nữa rất chính xác. Một sự khởi đầu quá khủng khiếp đến từ tay cơ người Anh Alison Fisher. Đánh hai con bi như thế này thì có lẽ là không còn điều gì có thể ngăn cản Alison Fisher với chiến thắng đầu tiên ở trong trận thi đấu này nữa. Vâng, thực sự là một con 1 và một con 2 là quá chính xác. Có lẽ là chỉ thiếu một cú sút tê nữa thôi để có thể ăn đi một bi mục tiêu nào đó, thì coi như là trận đấu này là một trận đấu với bộ kỹ năng 10 điểm đến từ Alison Fisher. A bằng ăn 1, cân bằng ăn 2. Pan Shelting thì là tên Trung Quốc của cô Pan. Nhưng mà nếu như dịch sang tiếng Việt thì hình như đó là Phan Hiếu Đình.
Thôi, xong rồi. Có lẽ tôi nói đến một điểm số dành cho cô Lisa. Xin lỗi các bạn, đó là cô Alison Fisher là hơi sớm. Khởi đầu là rất hay. Nhưng sai lầm là vẫn có. Liên tiếp hai tình huống bỏ lỡ rất đáng tiếc của Alison Fisher và Phan Hiếu Đình. Một con bảy hơi khó và một cú đánh đã là thừa lực đến từ Van Schelting. Điểm số vẫn sẽ thuộc về Alison Fisher mà thôi. Một cái thở phào nhẹ nhõm có lẽ nó sẽ đến trên khuôn mặt của cô Fisher. Cú đánh bảy là hơi mạnh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có Ray 9. Hứa hẹn sau một trận đấu với một màn bào thể lực rất căng. Với thể thức phá luân phiên thì bây giờ sẽ là quyền phá bi thuộc về Alison Fisher. Lúc nãy thì cô Pan là người có quyền phá bi với hai bi mục tiêu nhưng rất đáng tiếc khi mà hình bi ra số 1 là hơi xấu. Vâng, đúng rồi. Cô Pan thì nếu gọi sang tiếng Việt thì là Pan à, là Phan Hiếu Đình. Phan Hiếu Đình hay Phan Hiểu Đình gì đấy. Phan Hiểu Đình. Tình huống phá rất tốt của cô Alison Fisher với bi mục tiêu số 1. Vâng, chắc chắn rồi. Với cái sự đẹp lão của cô Alison Fisher ở thời điểm hiện tại thì mình tin chắc rằng 20 năm về trước thì cô là một bông hồng. 30 năm về trước cô là một mỹ nhân. 40 năm về trước thì có lẽ lúc đó cô là vô địch sắc đẹp. Nhưng đó là khoảng thời gian đã rất lâu trước đây. Bây giờ thì đối đầu với cô là một tay cờ có cả tài cả sắc của Trung Quốc. Một đối thủ không hề dễ chơi một chút nào cả. Ở ngoài cái việc là thi đấu bia như một đam mê ra thì cô Phan Hiểu Đình cũng là một doanh nhân rất giàu có. Có lẽ là cô đánh bia cho vui là chính thôi. Một cái cầu tay là hơi khó khăn một chút dành cho cô Phan. Nó sẽ là một tình huống ôi thủ này nó hơi lỗi. Thủ bi. Không, với góc này thì có vẻ như là vẫn sẽ là một tình huống thủ bi thành công dành cho cô Phan Hiểu Đình mà thôi. Thì cái góc để ăn con hai này nó khá là bé rồi. Tiếp tục chạy đạn.
cú chạy đạn của Alison Fisher là quá chính xác. Cô Fisher sinh năm bao nhiêu á? Các bạn hỏi bây giờ hỏi cô Fisher sinh năm bao nhiêu cũng khó tôi đấy. Tôi đoán là cô Fisher chắc năm nay cũng phải tầm... ngoài 50. Vâng, cô Fisher chính xác là năm nay là 55 tuổi các bạn. Cô Alison Fisher sinh năm 1968. Nữ cầu thủ người Anh sinh năm 1968. 55 tuổi. Trong khi đó thì đối thủ của cô đó là cô Phan Hiểu Đình, aka Phan Shouting, cũng 41 tuổi rồi. Như vậy đây sẽ là cú sút tê đến từ cầu thủ người Anh. Một tình huống sút tê không thành công. Và một con hai món quà dành cho cô Phan Hiểu Đình ở trong cú đánh này. Ôi, thế cái góc cam vừa rồi chúng ta có thể nhìn cô Phan Hiểu Đình trẻ như gái 20 vậy. Trời ơi, quá đáng tiếc với cú đánh vừa rồi. Một tình huống mà cô Phan đã muốn điều cho mình con bi mục tiêu số 4. Nhưng có một điều tiên quyết trước đó thì phải là chết bi mục tiêu số 3 đã. Và cô Phan đã không thể làm được điều đó. Anh em hỏi là Phan Shouting sao lại dịch ra là Phan Hiểu Đình được. Dịch tiếng Trung như thế nào? Có một cái bí kíp cho anh em thì đấy là bí kíp nó tên là Google thần trưởng các bạn, rất nhanh thôi. Còn trong khi đó thì Alison Fisher vẫn đang rất chắc chắn với bi mục tiêu số 4 tiếp theo. Một góc nhìn mà mình cũng không biết rằng là cú đánh này sẽ làm cú đánh dễ với Alison Fisher hay nó sẽ hơi khó khi đã có bi mục tiêu số 9 này, nhưng có vẻ như sẽ là dễ rồi. Cú chém rất đơn giản thôi. Giải đấu này là một giải đấu mà các nữ cầu thủ Trung Quốc tham gia thì đều là những tay cờ rất xinh đẹp. Một giải đấu mà ngoài vẻ đẹp của những cú đi chấm, vẻ đẹp của những tình huống sút tê thì nó còn là vẻ đẹp của các nữ tuyển thủ nữa. Giờ thì sẽ là hình bi 7 khó dành cho Alison Fisher đây. Có thể cô Fisher vẫn muốn xử lý một cách chủ động trong cú đánh phòng ngự với bi mục tiêu số 7 này, và đúng là như vậy. Một tình huống giấu cái vào sau đít bi mục tiêu số 10 và bi mục tiêu số 8. Có lẽ sẽ là một tình huống sút tê. Gọi lỗ rồi. Cầu tay sút tê rất quen thuộc với Alison Fisher. Lần đầu tiên mình được chứng kiến cái cầu tay này đó là trong giải Wisconsin Open. Của Alison Fisher với những cú sút cực kỳ mềm mại
Mặc dù thì vẫn có một tình huống xử lý con 7 hơi sai lầm một chút, nhưng Alison Fisher đã phòng thủ thành công và điểm số thứ hai chuẩn bị tới với nữ cầu thủ người Anh. Cái tình huống nhảy vừa rồi nó là tình huống nhảy mà chúng ta gọi nó là tình huống nhảy theo kiểu cầm bút lông của Trung Hoa. Và bi mục tiêu số 10 với điểm số thứ hai thuộc về Alison Fisher. Chúc mừng nữ cầu thủ người Anh đã vươn lên dẫn trước 2-0 ở trong trận thi đấu này. Vâng, chúng ta đang ở vòng 16 nha các bạn nhé. Có hai người đang có hai người mình đã thấy là có cái đeo nơ ở ở ở hông, thì đấy là Alison Fisher và người băng Mika Immonen. Nói đến người băng Mika Immonen thì ngày hôm qua người băng gặp top 1 server, người băng tê cóng hết cả người. Một trận đấu mà Mika Immonen bị giã với tỷ số là 12. Đúng vậy, nữ cầu thủ người Trung Quốc Pan Chao Ting hiện tại đang là mới tổ chức sinh nhật 18 tuổi lần thứ 22, lần thứ 23. Và cô Pan cô mới tổ chức sinh nhật 18 tuổi lần thứ 23 thôi các bạn ạ. Chúng ta quay trở lại với trận đấu giữa Pan Chao Ting và Alison Fisher. Và bây giờ thì quyền phá bóng sẽ thuộc về nữ cầu thủ người Trung Quốc. Một cú phá rất mạnh. Rất đáng tiếc khi mà bi số 6 đã không lăn vào lỗ 10. Vâng, ngày hôm qua là 13. Vâng, xin lỗi các bạn. Ngày hôm qua thì Ruiz thắng người băng Mika Immonen là tỷ số 13. Bi số 1 cũng là một bi đường dài khá khó, nhưng nó không thể làm khó được cầu thủ người Anh. Tình huống đánh 3 ra 4 là quá dễ dàng đối với Alison Fisher trong hình bi này. Và có vẻ đây như là một cú phá thuê đến từ Pan Chao Ting rồi. Tám và chín thì sẽ là một cái bài toán hơi đau đầu một chút dành cho Alison Fisher mà thôi. Còn 6 và 7 thì có lẽ là đã chính thức được đóng hòm. Một cái fact khác về đối thủ của Alison Fisher trong ngày hôm nay.
đấy là ôi trời ơi, ý đồ để điều 8 trước đó đã được cô Alison Fisher vẽ ra là rất rõ ràng. Nhưng đây là một tình huống mà Alison Fisher có lẽ sẽ phải a băng để tìm con bi mật thuật số 8 này thôi. Và một cái fact về nữ cơ thủ Pan Shouting, đối thủ của Alison Fisher ngày hôm nay thì Pan Shouting cũng chính là nữ cơ thủ đầu tiên của Trung Quốc thi đấu chuyên nghiệp. Và có thể gọi là người cầm lá cờ đầu trong các cơ thủ nữ của Trung Quốc. Không thành công. Ôi. Ôi. Một cú đánh bi đi rất cong. Nhưng nó lại chết con chín. Một món quà dành cho Pan Shouting ở trong bàn thi đấu này. Và chắc chắn là cầu thủ người Trung Quốc sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào như vậy. Điểm số đầu tiên dành cho Pan Shouting. Các bạn bảo là cô Pan là 41 tuổi, tài sản là 2.600 tỷ đồng và chưa chồng. Tầm này mà mình có 2.600 tỷ đồng thì mình cũng xin phép là không cần phải lấy vợ luôn đấy chứ. Một người phụ nữ có sự xinh đẹp, có tài năng, có tài sản thì theo đuổi đam mê và sống cho chính mình là cái điều mà mình nghĩ rằng không có gì là sai trái cả. Tầm 50-60 tuổi có một người ở bên để gọi là bầu bạn khi về già thôi. Thực ra đó là cái xu hướng sống chung của mình nghĩ là của những người phụ nữ thành công. Ngoài ra thì Pan Chao Ting ở khu vực Trung Quốc còn được mệnh danh là nữ hoàng của chín bóng. Vâng. Nói là nữ hoàng là về cả sắc đẹp lẫn tài năng thôi. Thực ra thì nói về tài năng, Trung Quốc cũng có rất nhiều những cầu thủ khác tài năng. Chứ nói về sắc đẹp thì có lẽ hiếm ai có thể vượt qua Pan Chao Ting ở thời điểm hiện tại cũng như là trước đây. Ở riêng khu vực Trung Quốc. Còn vừa rồi là cú phá của Alison Fisher với một hình bi không phải là quá đẹp. Phá xong không có bi chết, tự nhiên lại thành hay. Vậy là ý định của cô Pan vẫn đang là muốn ăn đi con bi mục tiêu số 1 này. Còn lại góc đánh là vẫn có. Và đó là còn một được gọi lỗ 10 bên phía tay trái nhưng rất đáng tiếc. Vì tình huống xử lý vừa rồi của Van Trouting đã là không thành công. Chỉ thiếu một chút chính xác thôi. Vì mục tiêu số 2 đã là nằm sẵn ở trên thớt rồi.
Alicia Fisher đang phải tự phá giải hình bi sau cú phá của chính mình. Và có vẻ như là những cú đánh của Alicia Fisher không khó khăn lắm thì phải. Một trình độ vừa đẳng cấp rất cao. Có lẽ phần nào đó cũng phải nhờ đến cái cú đánh trước đó của Pan Chao Ting khi mà nữ cầu thủ người Trung Quốc không muốn giấu bi. Sáu bi mục tiêu còn lại dành cho Alison Fisher với điểm số thứ ba. Cú đánh rất nhẹ nhàng để ra lại 6. Xin thêm thời gian. Tín hiệu của Alison Fisher đó là xin thêm thời gian để có thể nhìn góc ăn con bi mục tiêu số 7 này và làm sao để nó có thể xuống lên lại bi số 8. Cần phải có một góc đánh nó chính xác thì mọi thứ nó sẽ trở nên đơn giản hơn. Đây rồi. Hơi sát bằng một chút nhưng đây là một tình huống lên lại 8 nên Addison Fisher cũng sẽ không quá lo lắng về cái việc là sát bằng đâu. Rất chính xác vào điểm số thứ 3. Điểm số thứ 3 chuẩn bị có cho Addison Fisher. Sau khi bỏ lỡ rất nhiều ở những break thi đấu trước thì bây giờ thì Alicia Fisher sẽ gia tăng khoảng cách với Pan Chao Ting. Tỷ số là 3-1 ở trong trận thi đấu này. Chúng ta sẽ có cú phá tiếp theo thuộc về Alicia Fisher. À không, xin lỗi bạn, đó là cú phá tiếp theo sẽ thuộc về Pan Chao Ting thì đúng hơn.
ta quay trở lại với trận đấu giữa Alison Fisher và Van Schooten trong khuôn khổ giải vô địch 10B dành cho nữ của WPA. Kết quả thì đang là 3-1 nghiêng về tay cơ người Anh, Alison Fisher. Cú phá rất mạnh. Không chỉ các cơ thủ nam, các cơ thủ nữ của chúng ta phá cũng rất tốn nỉ. Nhìn hơi sót cho ban tổ chức một tí. Mà không sao. Có lẽ vừa rồi là một tình huống chạy đạn. Có vẻ như là đã tỏ ra hài lòng đến từ Alison Fisher. Đường để đánh hai về lỗ 5 dưới này nó là một con đường có rất nhiều chông gai, nhưng trước hết thì sẽ là bi mục tiêu số 1 dành cho Pan Shouting đã. Ôi. Cô Pan đã có một cú sút có vẻ như là thiếu đi độ chính xác. Có vài ngày thi đấu hôm nay thì Pan Trouting vẫn chưa nhập cuộc thực sự tốt. Và màn khởi động của cô Pan vẫn đang có thể là hơi kém hơn một chút so với Alison Fisher ở bên phía bên kia. Anh em bảo là sao Alison Fisher giờ này vẫn đánh, không những là cô Alison đánh mà đánh hay luôn các bạn. Đánh mà nó đánh rất hay luôn. Quả sáu rất chính xác vào lỗ 5. Và điểm số thứ tư cách Alison Fisher là 4 bi mục tiêu nữa. Chúng ta chuẩn bị đến với điểm số thứ tư dành cho Alison Fisher. Có thể nói rằng thực sự là
ngoài việc là một huyền thoại của làng snooker thế giới thì Alex Fischer vẫn là một cái đối thủ rất đáng gờm với các cơ thủ bia. Thỉnh thoảng thì vẫn có những cái tình huống mà cô Alison xử lý thiếu chính xác và trời ơi, tôi lại vừa khen cô Alison mất rồi. À, còn 10 đến miệng rồi mà còn hụt mất. Quá đáng tiếc. Nhưng thực ra thì đây vẫn là một con 10 khó đối với Van Shouting. Vâng. 10 khó và món quà đến từ Pan Shouting, món quà đến từ nữ cơ thủ người Trung Quốc cho Alison Fisher. Một tình huống cố gắng ăn DB mục tiêu số 10 nhưng không thành công và vẫn sẽ là điểm số thứ tư dành cho Alison Fisher mà thôi. Hai lần trong ván thi đấu này rồi. Hai lần trong ván thi đấu này rồi. Cô Phan Hiểu Đình đều đã bỏ lỡ cơ hội được tạo ra bởi Alison Fisher ở bên phía bên kia. Quá khó. Lại còn chết cái nữa, cực kỳ đen. Nói chung là từ trước đến giờ mình theo dõi cô Alison Fisher đánh thì mình rất là ít khi nhìn thấy Alison Fisher đeo găng tay các bạn. Cô thường xuyên đánh tay trần. Rất là ít khi luôn. Mười khó thì không chỉ có ở Old Trafford, 10 khó thì còn có cả ở trên bàn thi đấu của chúng ta trong ngày thi đấu hôm nay nữa. Chúng ta quay trở lại với rank thi đấu thứ 6 trong trận đấu giữa Alison Fisher và Pan Trouting với tình huống phá bi chết cái của cô Alison rồi.
Có vẻ như là sau khi mà Copan đi vệ sinh về thì đổi vận rồi. Bây giờ sẽ là một cú đánh mở đầu cho chiến dịch san bằng tỷ số đến từ Copan Chelting. Cô Phan Hiểu Đình. Đây rồi. Hình bi này là quá tươi để cho cô Phan Hiểu Đình có thể gỡ cho mình thêm một điểm nữa. Tất nhiên thì mọi thứ sẽ là không hề dễ dàng một chút nào. Hơi khó một chút với bi số 6 và bi số 9 thôi. Rồi ôi. Cú gãi 6 và 9 là quá hay của cô Phan Hiểu Đình. Bravo. Đánh như thế này thì còn 4 đường xa nhưng cô Phan Hiểu Đình vẫn có thể làm được. Có lẽ nên nối gậy. Rồi, như vậy thì cô Phan Hiểu Đình sẽ nối gậy lại. Với cú phá 69 vừa rồi thì chắc chắn đây không còn là một hình bi khó với nữ cầu thủ người Trung Quốc nữa. Phải hết sức để ý với con bi mục tiêu số 8 kìa. Rất chính xác. Thôi, 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 được rồi. Đừng dừng, dừng, dừng rồi. Rất nhẹ nhàng. Nhưng mà góc này đánh xong con 7 thì con 8 nó hơi khó khó nhỉ. Có lẽ là cô Đình sẽ múa chăng? Tình huống múa của Phan Hiểu Đình rất tốt. Nó hơi mạnh một tí các bạn, mà mấy cú đánh mạnh thì thường dễ nguy hiểm lắm. Mình cứ từ hoảng trước. Nhưng không sao. Quan trọng thì đó là cô Phan vẫn có thể control được con bi cái này và tiếp tục điều cho mình bi mục tiêu số 9. Quá chính xác. Điểm số thứ hai. Điểm số thứ hai trong trận thi đấu này chuẩn bị đến với cô Hiểu Đình khi chỉ còn lại bi mục tiêu số 10 mà thôi. Và điểm số rút ngắn xuống còn 2-1 cho nữ cầu thủ người Trung Quốc. Một trận đấu rất hấp dẫn về cả tài, cả sắc, cả trí. Bây giờ thì cũng gọi cô Fisher bằng tiếng Việt à? Cô Fisher bằng tiếng Việt thì gọi là Fisher, fish là cá, Fisher là người câu cá, mình gọi là ngư dân à, cô ngư dân à, chết. Tôi gọi là cô ngư dân xong khả năng ngày mai chắc là bên channel họ đuổi tôi luôn quá. Mai bị bên channel đấm cho liên tục vào người xong đuổi. Chứ không đuổi bình thường nữa. Không chỉ là gửi mail đuổi nữa, mà đấm liên tục vào người rồi đuổi luôn. Người cá. Vâng, 42 xin lỗi các bạn, nhầm. Tôi nhầm ạ. Hai bốn chứ, lúc nãy là tôi bảo là 24 chứ đúng không? Hay là tôi bảo là 21 vậy? Tôi bảo là 24 mà. Bởi vì là nếu như mà là cô Pan mà nếu như mà cô Pan mà là người gọi là rút ngắn tỷ số xuống thì tôi sẽ
đọc tỷ số Copan trước. Lịch thi đấu của chúng ta thì vẫn sẽ luôn luôn là 7 giờ, 8 rưỡi, 11 giờ và 12 giờ 30 nha các bạn nhé. Alisson đúng là một cầu thủ kỳ cựu mà chúng ta đến với tình huống phá bi của Phan Hiểu Đình. Phá rất tốt. Hình B2 và 3 đang khá gần nhau. Nhưng mình nghĩ rằng là sẽ có một cú đánh phòng thủ mà thôi, đúng là như vậy. Đó sẽ là một cú đánh thủ bi trước từ nữ cầu thủ người Trung Quốc. Một con 10, xin lỗi các bạn, đó là một con cái được giấu rất kỹ. Cái được giấu rất kỹ ở sau lưng con 10. Con cái này thì có lẽ là cũng chưa phải là giấu địa ngục lắm, nhưng mà nó cũng là rất khó với Alisson Fischer rồi. Vẫn là một pha xử lý được đến từ Alisson Fischer mà thôi. Đến cái vòng loại trực tiếp như thế này rồi thì tất cả những tình huống đánh chiến thuật đều sẽ là những tình huống quyết định. Một pha giấu bi tốt, một pha thủ cái hay có thể dẫn tới một sai lầm của đối thủ và qua đó mang lại cho bản thân các cầu thủ một chiến thắng. Một tình huống mượn băng rất hay đến từ Alisson, xin lỗi các bạn, đó là cô Phan Hiểu Đình. Một hình bi mà con 8 có lẽ nó đã phần nào đó nằm đè lên đường của 2. Nhưng với những cú đánh nhẹ nhàng thì Phan Hiểu Đình vẫn đang có thể xử lý được. Rất giống một điểm số tiếp theo dành cho Alisson Fischer rồi. À xin lỗi các bạn, đó là Phan Hiểu Đình rồi.
Và con bi số 7 rất hay. Và hai bi mục tiêu nữa. Điểm số thứ 3 dành cho Phan Hiểu Đình. Rút ngắn tỷ số xuống chỉ còn là một điểm nữa trước khi san bằng tỷ số 4 đều ở trong trận thi đấu này. Ta đến với break thi đấu tiếp theo trong cuộc đối đầu giữa Alison Fisher và Phan Hiểu Đình. Và lần này thì Alison Fisher sẽ là người giành được quyền phá bóng. Và bi mục tiêu số 1 đã lăn vào lỗ rồi. Bình luận viên bao nhiêu tuổi mà lại gọi cô, lại gọi Chelsea bằng cô à? Mình năm nay 27, mình sinh năm 96, gọi bằng cô là đúng rồi còn gì nữa mà anh em thắc mắc hoài. Một cú dấu bi tốt đến từ Alison Fisher. Sau những cú phá thì hình bi là không quá đẹp đối với cả Alison Fisher. Thực sự là không có nhiều những ván thi đấu ở trong trận thi đấu này mà Alison Fisher được dọn bàn ngay sau khi tung ra cho mình cú phá. Henderson, Ranveer Dugal, you can start your practice on table number 13. Vẫn chạm được hài. Ui. Có lẽ là Phan Hiểu Đình đã ra dấu, ra tín hiệu rằng là đó chỉ là một tình huống may mắn thôi. Một cú thủ bi tiếp tục đến từ Phan Hiểu Đình sau tình huống chạm hai vừa rồi. Nhưng hình như là vẫn có thể đánh bi mục tiêu số 2 được. Với góc nhìn này chúng ta mới thấy được rằng là bi mục tiêu số 2 còn nguyên đường để đánh. Không hề có một con 7 nào che mắt con bi cái cả. Nhưng bi số 3 thì rất khó. Bi số 3 nó gọi là rất khó luôn. Gì khó quá thì mình lại bắt đuôi. Khó quá thì mình lại bắt đuôi cái gì đâu. Bây giờ thì cô Đình sẽ tung ra cho mình một cú sút tê. Ôi. Vâng, cô Đình cũng chỉ biết có thể nở một nụ cười mỉm sau tình huống sút tê vừa rồi của chính bản thân mình. Phải nói là rất đen. Con bi cái gần như đã nhảy ra khỏi bàn sau cú sút tê đó. Nhưng nó lại lăn vào lỗ.
Nếu như mình nhớ không nhầm thì đây là set cái thứ, có lẽ là thứ hai trong trận thi đấu này của cô Hiểu Đình rồi. Một cơ hội không thể ngon ăn hơn cho Alison Fisher để cầu thủ người Anh có thể vươn lên dẫn trước ở trong trận thi đấu này với một khoảng cách xa hơn nữa. Dẫn đối phương tới 3 điểm nhưng bây giờ thì khoảng cách chỉ còn là một điểm với cô Switzer mà thôi. Điều còn 6 quá đẹp. Có lẽ sẽ phải có một tình huống sử dụng lết hoặc là nối gậy thì mới có thể xử lý mắc ping cái con bi mục tiêu số 6 này được. Nếu như mà đánh luôn thì sẽ phải nối gậy. Còn không thì cứ dùng lết thôi. Căn bản là bởi vì con 8 nó nằm rất là gần với cả băng ấy. Nên là nếu như mà đánh luôn thì rất dễ là các bạn sẽ chạm vào 8. Quyết định xử lý vừa rồi là một quyết định xử lý an toàn. Mình nghĩ là như vậy. Một quyết định xử lý khá là an toàn của Alistair Fisher. Lấy lên thêm một lần nữa. Ra lại con 8 và sau đó lên giữa bàn để ăn 9. Hình này là quá đẹp rồi. Đẹp như vẽ. Vâng, và có lẽ là chúc mừng Alison Fisher với điểm số thứ 5 của mình ở trong trận thi đấu này. Lần này mà chúc mừng mà cô Fisher còn đánh trượt nữa thì chắc chắn là không phải nói bất kỳ một điều gì nữa rồi. Con 10 đó đã là quá thẳng hàng. Chỉ cách chiến thắng của mình là 4 điểm nữa thôi. Thì xem cô Fisher đánh với cô Hiểu Đình cứ như kiểu là xem nữ hoàng Anh đánh với cả nữ hoàng Trung Quốc vậy. Toàn thấy là hào quang xinh đẹp các thứ thôi. Ui, thì góc này nhìn có khác gì một thiếu nữ 18 đôi mươi đâu các bạn. Không khác gì một thiếu nữ 18 đôi mươi luôn và đây là cú phá của Phan Hiểu Đình. Rất đáng tiếc. Lại là một cú phá thuê với một hình bi. Có lẽ tôi sẽ phải nhìn lại hình bi này đã. Rồi. Chắc là giống một cú phá thuê rồi các bạn ạ. Hình bi không xấu nha các bạn nhé. Hình bi này mình nghĩ là không xấu.
ngày hôm qua thì cũng có một cái sự biến động rất đáng tiếc ở trong giải đấu của chúng ta. Đó là trận đấu mà Pia Fuller và Celsia đã phải quyết chiến với nhau đến những con bi cuối cùng. Và phần thắng đã nghiêng về nữ cầu thủ người Đức, Pia Fuller, trong một ngày thi đấu mà Celsia đã làm quá tốt rồi. Rất nhiều anh em có lẽ ngày hôm nay cũng đang cảm thấy bị tiếc nuối. Xử lý quá kinh điển. Chưa nói về việc là đi ba băng, chỉ nói về việc là lực con cái đến vừa đúng điểm đó dừng lại thôi. Đã thực sự là khủng khiếp như thế nào rồi. Vẫn là những tình huống múa của cô Alison Fisher trong trận thi đấu này. Quá hay. Bốn bi mục tiêu còn lại dành cho Alison Fisher. Một góc cái để về 8 là không hề khó khăn một chút nào cả. Quan trọng là 10 đang hơi dưới lỗ một tí. Đây rồi. Sao? Cái đi hơi mạnh một chút thì mình có thể ăn. Không, cái này là cái ăn 10 lỗ 10 rồi. Cái này cái ăn 10 lỗ 10. Lúc nãy thì mình nhìn mình tưởng rằng cái nó đi hơi mạnh một chút thì có thể sẽ là ăn 10 lỗ 5. Nhưng với cái vừa rồi thì là cái ăn 10 lỗ 10 và đó là điểm số thứ 6 dành cho cô Alison Fisher ở trong trận thi đấu này. Con đường đến chiến thắng của Alison Fisher là 3 điểm nữa. Theo lịch thì chúng ta sẽ có các trận vào các khung giờ đó là 7 giờ, 8 giờ 30, 11 giờ và 12 giờ 30 các bạn ạ. Nhưng mà còn phụ thuộc vào việc là trận trước đánh nhanh, đánh xong có nhanh hay không. Bởi vì chúng ta chỉ có hai bàn TV table thôi. Hai ba bàn gì đấy mình chả nhớ nữa. Vâng, đúng rồi, với cái việc là phá luân phiên như thế này thì cái tỷ lệ để dẫn sâu nó là hơi thấp. Tất nhiên thì vẫn có những cái tình huống dẫn sâu xảy ra nhưng nó sẽ là thấp hơn nếu như các cầu thủ của chúng ta có thể phá được bi mục tiêu và sau đó là tiếp tục đi chấm thì sẽ là thêm điểm số thôi. Một tình huống phá mà có phần may mắn dành cho cô Alison Fisher trong cú đánh mà đã có bi mục tiêu va vào bi cái. Nhìn cái hướng của bi cái rất giống là lăn vào lỗ trong cái pha thi đấu vừa rồi. Đây. Đúng là có bi mục tiêu số 9 nó đã cản cái chết của con bi cái luôn. Đó là một cú phá thành công của bi mục tiêu số 3. Đã được đưa vào lỗ 10.
một tình huống vẫn còn đường một, nhưng có lẽ cú đánh của Alison Fisher đã là quá mạnh và thiếu đi chính xác. Thừa lực nhưng thiếu chính xác. Và có thể đó là một tình huống đánh trượt chiến thuật đến từ cô Alison chăng? Chúng ta hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Sau khi đánh xong thì cô Alison có đưa tay về phía đối thủ của mình, ra hiệu đó chỉ là một tình huống khó khăn, tạo ra khó khăn một cách may mắn thôi. Cầu Hiểu Đình cũng đã xử lý nó rất nhanh. B1 được giấu về sau lưng B9. Và có khả năng cao thì Alison Fisher sẽ sút tê. Đây là cú sút tê thần trưởng của cô Alison. Không được rồi. Thậm chí là còn ăn đi bi mục tiêu số 8 cho đối phương. Và cơ hội để cho cô Hiểu Đình có thể vươn lên, giành lấy cho mình thêm một điểm số nữa trong trận thi đấu này. Chắc chắn luôn. Một cái hình bi như thế này thì không khác gì là một hình bi đánh tập với cô Hiểu Đình cả. Ý định vừa rồi của Alison Fisher có lẽ là muốn ăn đi cho mình bi mục tiêu số 1. Chứ cũng không phải là muốn sút tê cộng 8. Nhưng không may thì con 8 mới là nạn nhân của cú sút tê vừa rồi. Cơ hội rất rõ ràng cho Phan Hiểu Đình. Một cầu tay phải là hơi xa. Biết rồi nó sẽ có thể tạo ra khó khăn. Vẫn có thể điều được thành công bi mục tiêu số 6. Quá chính xác. Đây rồi. Không thể trượt được con 9 này. Chắc chắn là như vậy. Chỉ là ở cú điều 10. Nó có nhẹ nhàng và chính xác hay không thôi. Trời ơi. Có lẽ rằng là không muốn một cái điểm số quá dễ dàng. Và cô Hiểu Đình đang tự làm khó bản thân ở đây. Cân bằng thiếu chính xác đến từ Phan Hiểu Đình. Và cơ hội để giành điểm số lại thuộc về Alison Fisher. Như một món quà vậy. Trời ơi. Hai lần trong trận thi đấu này. Nó chỉ thừa một chút thôi. Và đây là một con bi rất thẳng dành cho Alison Fisher. Đóng thẳng vào hòm mà không có bất kỳ một sai lầm nào với điểm số thứ 7 thuộc về nữ cơ thủ người Anh.
Đấy là lý do tại sao mình bảo rằng đánh con 9 xong và điều con 10 làm sao để nó không bị mạnh thôi. Bởi vì cái góc đấy cũng là một cái góc mà điều 10 nói chung là cũng không phải là quá khó, nhưng nó cũng không hề dễ dàng một chút nào cả. Và ngay lập tức thì Phan Hiểu Đình đã bỏ lỡ mất điểm số của mình. Quá đáng tiếc. Alison Fisher và Kelly Fisher là hai chị em à? Ở đấy, cái vấn đề này thì mình cũng vừa nãy mình có nói với anh em rồi. Đấy là không phải anh em ạ. Mình thì mình cũng đã nhầm khi mà trước đây thì mình xem BA, mình xem bình luận, mình cũng không nhớ là bình luận viên nào cũng bảo là hai chị em. Đấy, nhưng mà thực ra thì Alison Fisher và Kelly Fisher lại không phải là hai chị em. Confirm cho mọi người đó là không phải là hai chị em nhé. Phá luân phiên và đây sẽ là quyền phá của Phan Hiểu Đình. Ui. Cú tọc rất mạnh. Nhưng mạnh thôi là chưa đủ, khi mà sự may mắn không mỉm cười thì sẽ không có bi mục tiêu nào dành cho cô Phan cả. Mạnh thôi đôi khi là chưa đủ. Hình bi 1 cũng đang bị xấu đối với Alison Fisher. Và những hình bi khởi đầu là rất xấu luôn. 1, 2, 3. Xinh. Rất lạnh luôn. Chỉ có thể đưa ra những quyết định xử lý như thế này thôi. Và như vậy sẽ là một cú A băng để tìm kiếm con bi mục tiêu số 1 này. Oh my god, nịt. Vì cái cũng rất xoay. Nhưng nó cũng lại đã sát băng rồi. Có lẽ tình huống này là tình huống không ăn được bi số 1, nhưng không phải là quá tệ đối với Alison Fisher. Wow. Ok chưa ạ? Một cú ra hình 2. Quá chính xác đến từ Phan Hiểu Đình. Quá ok luôn. Đánh cái việc là quá dính. Hơi xa một chút với cô Phan nhưng có chiếc lết. Thứ cô Phan cần bây giờ không phải là một bờ vai mà nó phải là một chiếc lết đủ dài để cô Phan có thể dành cho mình thêm một điểm số nữa.
để tiếp tục bám đuổi với Alison Fisher trên bảng tỷ số ở thời điểm hiện tại. Cô Phan đã gọi cho mình lỗ 5 bên trái cao. Và đó là một cú chém 5. Quá chính xác. Bắt đầu đang có sự chắc chắn trên đôi tay của cô Hiểu Đình rồi. Có vẻ như là sau khi ngồi ngoài và bị đối phương dẫn một khoảng cách khá xa, đang có những cái sự comeback nhẹ ở đây. Ra con cái nhìn con chín có vẻ như là hơi khó một chút. Bắt buộc lại phải điều thôi. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Vâng, nữ cầu thủ người Trung Quốc múa như một con thiên nga vậy. Nó là quá đẹp. Và tỷ số sẽ là 4-7. Rút ngắn khoảng cách xuống còn là 3 điểm ở trong trận thi đấu này. Ở Trung Quốc thì Phan Hiểu Đình được mệnh danh là nữ hoàng 9 bi nha các bạn.
Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với trận đấu giữa Alison Fisher và Phan Hiểu Đình trong khuôn khổ giải đấu vô địch 10 bi nữ WPA 2023. Vừa rồi là tình huống phá đến từ Alison Fisher. Một cú phá với hình bi có vẻ như là hơi xấu. Năm 8 và 10 đang ở khá gần nhau. Có thể sẽ phải nghĩ tới những tình huống cộng để giải quyết hình bi này, hoặc sẽ là những cú gãi sớm chăng? Vâng, như vậy là Hiểu Đình đã nhường lại quyền đánh cho Alison Fisher bằng một cú thủ bi rồi. Bắt đuôi cực mạnh. Ui, đúng bắt đuôi cực mạnh luôn. Bây giờ là khó đấy. Kia 4 với cả 9 cũng đang ôm nhau. Ai là người có thể gãi được bi ra trước thì người đó sẽ là người có được cái cơ hội để có thể giành điểm số ở trong cái ván thi đấu này. Không được. Như vậy thì là gãi con 8. Một tình huống gãi con 8 dành cho Hiểu Đình đến từ Alison Fisher. Đối phương bắt đuôi cũng hiểm quá đi mà. Một cú bắt đuôi gọi là siêu đuôi địa ngục. Bây giờ thì 5 và 10 đã là dễ rồi. Không còn khó 5 và 10 nữa. 5 có đường 5, 10 có đường 10. Lên lại 4, không biết là góc kia là góc đánh được 4 chưa. Nãy nhìn thấy là 9 đã... Đấy, 9 đã bịt đường 4 rồi. Đây là một góc mà... Có thể sẽ là đánh con... Cái đến đấy stun xong để con 4 hai băng đi chỗ khác à? Hay là như nào? Hay là hai băng trốn sau con 9 à? À đúng, do ăn 9 đấy. Ui, thế hay vãi trưởng luôn các bạn. Hay vãi trưởng, nó do ăn 9 xong con 4 vẫn còn nằm lại ở cửa lỗ các bạn. Ôi, hay dã man luôn, trời ơi. Quên đấy, quên đấy. Đó là ai ạ? Đó là Phan Xào Tinh. Đó là Phan Hiểu Đình. Những tình huống đánh của Phan Hiểu Đình là quá hay. Sẽ tiếp tục là con bi mục tiêu số 5 này. Không còn gì là trở ngại nữa. Lúc nãy 8 thì đã được gãi ra bởi Alison Fisher rồi. Xuống 8 không phải là khó khăn đối với Phan Hiểu Đình. Và có lẽ là cô Đình sẽ lại múa một chút với con bi số 10 này mà thôi. Vâng, chính xác là như vậy. Bi số 10, lỗ 5 bên trái dành cho Phan Hiểu Đình với điểm số thứ 5 ở trong trận thi đấu này. Một trận đấu mà ngay từ đầu thì Alison Fisher đã là người tận dụng những cơ hội tốt hơn. Bây giờ thì mới được thấy một cái ván đấu mà Phan Hiểu Đình sử dụng 100% sức mạnh sau khi mà có một tình huống thủ bi thành công.
Vâng, thực ra là mình cũng bị sắc đẹp của cô Đình cuốn hút quá, quên mất quả đấy là con giò đấy các bạn. Đầu mình cứ nghĩ tới việc là con bốn đó là con bốn mà cô Đình sẽ có thể thủ bi các thứ này kia kiểu kiểu thế. Còn giải này thì có gấm Kami với cả Quỳnh Ale đánh không, ở cả giải này thì gấm với Quỳnh có các bạn. Gấm với Quỳnh thì được mời là đánh riêng. Và một ngày sẽ được gọi là phát sóng trực tiếp đánh riêng, chỉ gấm với Quỳnh đánh với nhau thôi. Bằng theo lịch phát sóng của bên ban tổ chức gửi cho mình thì đấy sẽ là ngày 30 tháng 2 năm sau. Đấy, hy vọng là anh em có thể thu xếp vào ngày 30 tháng 2 năm sau để theo dõi cái trận đấu giữa gấm và Quỳnh. Còn chúng ta quay trở lại với trận thi đấu này. Alison Fisher và Phan Shao Sinh với rank thi đấu thứ 13. Hình bi rất tơi. Nhưng bây giờ sẽ là một con một không hề dễ dàng với Alison Fisher một chút nào. Ôi xồi, quá chính xác, rất nhẹ nhàng với một con bi một đường xa giữa bàn. Nhưng với con cái ở kia thì bây giờ sẽ là một cú đánh với một lực phải đủ để có thể kéo lại con cái ra với bi mục tiêu số 3. 2 thì chắc chắn là chết rồi. Nằm ở kia thì khả năng cao là 2 không dẫy được. Một lực ra 3 quá chính xác. 4 cũng không khó. Với hình bi cái này là một hình bi cái mà 4 đã là không khó rồi. Mình thì mình lại nghĩ cái quả đấy là cô Alison sẽ kiểu đánh con cái nó về phía dưới bàn này cơ, xong sẽ ăn 3 vào lỗ 5 bên phải, xong rồi sẽ là cùng cái góc đấy là ăn 4 luôn vào lỗ 5 bên kia. Nhưng có vẻ như thì cô Alison Fisher sẽ xử lý theo một hình khác. Sau khi đã ăn được thành công bi mục tiêu số 3 thì đây sẽ có thể là bi mục tiêu số 4 với lỗ 5 bên phải chăng? Ăn 3 lỗ 10, 4 lỗ 5 bên phải. Rồi, trượt rồi. Trời ơi. Quá đáng tiếc. Có thể là cú đánh vừa rồi đã trượt nhưng vẫn là hai con bi nhìn rất là khủng khoảng dành cho Phan Trao Trinh. Phan Hiểu Đình. Cơ hội để cho Alison Fisher tìm con bi mục tiêu số 4 này là vẫn còn. Cái mà đi mạnh thêm một tí nữa thôi là lại có một cú bắt đuôi đẹp rồi.
Chỉ thiếu khoảng tầm 10 phân nữa. Chỉ thiếu 10 phân nữa thôi là con cái sẽ nhìn đít con chín. Còn cô fan thì vẫn đang liên tục tung ra cho mình những tình huống thủ bi rất khó chịu với Alison Fisher. Chỉ còn lại 9 giây. Bắt buộc phải nhảy vội thôi. Thời gian đã không còn nhiều nữa. Một dấu hiệu tay. Hồi thông báo rằng là cú nhảy của mình cũng chỉ có rất nhiều phần may mắn. Khi bị mục tiêu số 4 bây giờ cũng không phải là dễ dàng đối với Phan Hiểu Đình. Bên cửa lỗ bên kia thì vẫn có đường ăn, cửa lỗ bên này cũng vậy. Đây là bây giờ ăn xong rồi đánh năm như thế nào thôi. Nói chung là cái ấn tượng của mình với cả cô Alison trong những giải đấu mà được theo dõi Alison Fisher thi đấu thì đó chính là những cái bộ outfit màu đỏ của cơ thủ người Anh. Ngày hôm nay thì nó là màu tím. Với thể thức 10B bấm giờ của chúng ta ở giải đấu vô địch 10B dành cho nữ năm nay thì sẽ không có cộng bi 10 để thắng luôn. Nên là phần nào đó thì các nữ cơ thủ sẽ có thể thoải mái hơn trong việc cố gắng tung ra những cú đánh chiến thuật. Vừa rồi thì có lẽ là một tình huống xử lý lỗi. Có lẽ là một tình huống xử lý lỗi của Alison Fisher rồi. Ngay lập tức thì Phan Hiểu Đình gọi cho mình trước lỗ 10 bên phải. Với cộng bi mục tiêu số 4. Rất chính xác. Chỉ với một cú đánh không chính xác thôi thì ngay lập tức cơ hội sẽ dành về cho đối phương. Nếu như đây là một trận đấu lật kèo thành công, có lẽ là không còn gì phải nói nữa. Sẽ tiếp tục là những trận đấu lật kèo đến từ Phan Hiểu Đình mà thôi. Đấy là trong trường hợp nó thành công nha các bạn. Quá đẹp. Nhẹ nhàng ra lại con bi mục tiêu số 8. Và như vậy là đã có sai lầm trong những cú đánh của Phan Hiểu Đình. Đang nói về vấn đề là sai lầm nào cũng có thể trả giá thôi. Phan Hiểu Đình ngay lập tức gửi lại cho Alison Fisher một món quà và chắc chắn không có bất kỳ một lời từ chối nào ở đây cả. Trăng thu lạnh lẽo nước trong veo.
chỉ một con bầy bé tẻo teo. Thế mà Phan Hiểu Đình chuẩn bị mất đi cho mình điểm số thứ 8 với Alison Fisher rồi. Vừa lên dẫn trước 8-5. Điểm hưu dành cho cơ thủ người Anh. Một tình huống mà nhìn nó rất dễ thôi. Chỉ là một cú đánh 7 giật thật nhẹ nhàng để cái xòe ra một chút và ăn 8 là đã có thể có được ván đấu rồi. Và tất cả nó vẫn chỉ là trên sách vở. Một cuộc đấu không chỉ về sắc đẹp mà nó còn là về về vừa mới bảo lật kèo. Mình cũng không biết nữa. Có lẽ mình nghĩ đến lật kèo cho Phan Hiểu Đình là quá sớm rồi. Nếu như mà so khoảng tầm 20 năm về trước mà để cho Alison Fisher và Phan Hiểu Đình gọi là đọ sắc đẹp với nhau thì mình nghĩ chắc là cũng 19,9 10, không thua kém đâu các bạn. Cú phá đến từ Alison Fisher. Còn 9 rất phá đám. Cú đánh vừa rồi mà 9 không va vào 1 thì có lẽ đã có bị một tỷ số 1 cho Alison Fisher rồi. Đây là một cú phá với hình bi không quá đẹp. Một xấu đã đành rồi, đến 2 nó cũng xấu luôn. Và quyết định của Phan Hiểu Đình đó sẽ là một tình huống đánh an toàn. Vậy cơ thủ người Anh sẽ nhường lại quyền đánh cho nữ cơ thủ người Trung Quốc Phan Hiểu Đình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi tình huống xử lý này. Có lẽ sẽ tiếp tục là một pha thủ bi thôi. Đang không ai muốn ăn cả. Uầy, thủ bi rất hay. Con hai nằm ở cái vị trí kia. Là một con hai mà cũng không biết phải làm như thế nào. Hoàn toàn Alison Fisher có thể xử lý lỗi cũng được ở trong tình huống này. Bởi vì thực ra thì chắc chắn là không muốn xử lý lỗi đâu. Nhưng nếu như không thể dò được một lỗi một chút cũng không sao. Một cú đặt bi. Một cú đặt bi của Phan Hiểu Đình cũng chưa chắc đã giúp cho Phan Hiểu Đình có thể có được một tình huống điều bi với mục tiêu số 2 kia. Nào nào cô Đình. Đây rồi. Cô Đình làm gì đây? Ôi, giấu tiếp luôn này. Ta định bảo là cô Đình đừng giấu pin nữa. Cô Đình đánh đi thì cô Đình bảo là không, cô sẽ giấu tiếp. Hình bi đang xấu như thế này cơ mà, tội cái gì mà phải đánh con bi mục tiêu số 1 này. Đường đánh có lẽ vẫn là sẽ là còn. Có thể chạm được. Mình nghĩ là có thể chạm được. Chỉ nó đang rất côn, rất là côn bằng. Chính xác.
gã được thành công con 9 đến từ Phan Hiểu Đình trong một cú đánh mà đã được tạo điều kiện trước đó bởi Alisson Fischer. Mùa giải 2023 này cũng là một mùa giải mà Alisson Fischer đã có cho mình khá nhiều những danh hiệu. Trong một cuộc đối đầu với một đối thủ như Phan Hiểu Đình và trên một bàn với hình bi đang không thực sự quá mượt như thế này. Mình tin rằng là Alisson Fischer có thể xử lý được. Rửa hoa còn bì mỗi con một nơi. Góc đánh vẫn còn. Như vậy thì sẽ không có một tình huống sút tề đến từ Alisson Fischer. Và như mình đã nói thì mùa giải 2023 này là mùa giải mà Alisson Fischer có khá nhiều lần về nhì. WPBA Fairfield Invitational, Wisconsin Open. Và ở giải đấu Wisconsin Open thì để thua Du Châu của Đài Loan, nếu như mình có nhớ không nhầm như vậy. Nên là hơn bao giờ hết thì Alisson Fischer rất là khát khao muốn một cái chiến thắng ở trong cái trận đấu này để có thể đi tiếp và tìm kiếm một chức vô địch. Nhưng vừa rồi thì là một cú đánh rất thiếu sự chính xác đến từ Alisson Fischer. Nhưng sau đó thì may mắn mỉm cười với nữ cầu thủ người Anh khi nó tạo thành một hình bi đuôi. Có đuôi không ạ? Và hình như là có đuôi thì phải. Ui. Và thậm chí là cầu thủ người Trung Quốc Phan Hiểu Đình còn xử lý kỹ thuật bằng một cú mất xe. Nhưng rất tiếc là nó không thành công. Bi đi khá là cong rồi. Có lẽ là Phan Hiểu Đình cũng muốn buông. Trận đấu đã đi đến rack thứ 14. Một trận đấu mà thể lực đã là quá dài với Phan Hiểu Đình. Với các cầu thủ nữ của chúng ta thì thể lực trong những trận đấu BA là một cái điều mà chắc chắn là thiệt thòi hơn so với các cầu thủ nam. Cú điều là quá hay đến từ Alisson Fischer. Và điểm số thứ 9 đang gần Alisson Fischer hơn bao giờ hết. Có vẻ như là cầu thủ người Anh muốn ăn lỗ 10. Trời ơi, tôi đang xem cái gì thế này? Và cái lỗ 10 kia, nó đã từ chối con bi mục tiêu số 6 của Alisson Fischer. Quá ma quỷ. Cơ hội để giành thêm điểm số vẫn đang là của Phan Hiểu Đình với bi mục tiêu số 7.
không có bất kỳ một sai lầm nào sau cú điều này nữa rồi. Một con 9 lỗ 5 đã là quá ngon đối với Phan Hiểu Đình. Một gương mặt tiếc nuối. Addison Fisher. Quá chính xác. Điểm số thứ 6 dành cho Phan Hiểu Đình ở trong trận thi đấu này. Trong một cuộc đối đầu mà cả hai đều mắc rất nhiều những sai lầm. Một cái lỗ 10 rất tai hại. Vâng. Tình huống trượt lỗ 10 anh em bảo là anh em làm ngoài quán mỗi ngày. Trượt thì ai cũng đánh trượt được thôi. Nhưng mà ở cái rách đấu mà chuẩn bị loại đối thủ rồi, chỉ còn có bấy nhiêu bi mục tiêu thôi, nhưng đánh trượt thì nó lại là một câu chuyện khác. Một câu chuyện mà Addison Fisher sẽ, nếu như bị loại trong ngày thi đấu hôm nay, sẽ còn dằn vặt rất nhiều. Ơi. Tình huống tưởng chết cái cơ. Mà tưởng chết cái tự nhiên lại thành hai. Chạm má con 8 ra đằng sau lưng con 10. Hạn chế rất nhiều góc đánh của Phan Hiểu Đình rồi. Hay luôn. Của Phan đánh thế này thì bảo sao anh em không chết đứ đừ ạ. Cảm giác là cô Phan rất là chịu khó sử dụng cho mình những kỹ thuật mắt xê mắt xiểng các kiểu. Đánh rất cuốn hút. Như vậy thì Addison Fisher sẽ quyết định sút tê sau khi mà Phan Hiểu Đình đã xử lý con bi mục tiêu số 2 này với một hình bi thủ.
cú nhảy của cô Fisher phá tan hoang hình bi luôn. Nó lại là dễ với Phan Hiểu Đình. Nó lại là dễ luôn. Tình huống này là tình huống có thể cộng 10 được. Nhưng cộng 10 ở giải đấu lần này của chúng ta thì sẽ là móc 10 lên lại. Có cơ hội thôi. Có cơ hội đánh tiếp thôi. Không được. Rõ ràng là của Phan Hiểu Đình đã gọi cộng 10 rồi. Đến lượt Addison Fisher với một con cái và ba khá gần nhau. Bắt đuôi ngay nhưng bây giờ thì góc A băng là vẫn còn. Góc A băng là vẫn còn cho Phan Hiểu Đình. Ui, lúc nãy hình như là cô Phan này còn gọi cả bi mục tiêu số 4 thì phải. Dích dắc các thứ. Hơi đen thôi. Không biết là cô Fisher có muốn ăn luôn con 3 này hay không. 4 đang rất là ngon rồi. 4, 5, 6, 7 đều rất ngon. Vậy là cô Fisher quyết định ăn đi bi mục tiêu số 3. Đường ăn 6 vẫn là còn riêng. 5 không hề khó. Có lẽ 8 và 9 thì là một cái hình bi mà nó hơi tomato một tí thôi. Chua. Hay thì còn gì để nói nữa. Quả này nó là một quả phải nói là đưa cho anh em thì anh em cũng điều con 8 được đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Đưa cho anh em thì anh em cũng điều được con 8 thôi. Ôi giời. Trồ như ô tô là có thật nhưng bây giờ thì lại là một tình huống điều 9 cần nhiều sự chính xác đến từ Alison Fisher này. Đến 9 bây giờ bắt đầu mới khó này. Đấy. Vâng. Cô tôi vẫn điều được anh em ạ. Cô tôi vẫn điều được. Nó là hơi thiếu lực một tí thôi. Nhưng mà thực ra là cô tôi đánh như thế này là quá ok rồi. Thêm khoảng 10 phân nữa thì cô tôi đóng hòm con 9 này. Nhưng góc này là góc mà cô tôi vẫn có thể chém được con 9. Và bi mục tiêu số 9. Không có một sai lầm nào với cú đánh bi mục tiêu số 9 vừa rồi của Alison Fisher. Cái đi xuống 10 hơi mạnh. Mình nghĩ là cái đi xuống 10 hơi mạnh một tí các bạn. Chắc là cũng được thôi.
Chắc là cũng được thôi. Rất chính xác, và đó là điểm số thứ 9 dành cho Alison Fisher trong trận thi đấu này. Để giành chiến thắng trước đối thủ Phan Xiaoxing. Phan Xiaoting. Đối thủ đến từ Trung Quốc. Vâng, chúc mừng Alison Fisher thêm một lần nữa. Và có lẽ chúng ta sẽ tạm biệt nhau trong ít phút trước khi mà chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo của ngày thi đấu hôm nay trên kênh sóng của Billiard Pool VE. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ với gia đình và người thân. Hẹn gặp lại anh em trong ít phút nữa.